Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hunter Mobile. Và hôm nay mình sẽ làm về bé Sa Tăng nha. Em này thì các bạn muốn lên sao cho nó thì hãy vào đảo like nha. Hiện tại đang có cái sự kiện like ra cái em này đó, rất là đẹp luôn. Và các bạn like tách mảnh ra, các bạn ghép cho nó lên sao nha. Đây, em này khi level 40 và chú ấy đang được lên 2 ngôi sao các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ xem thử sức mạnh của Sa Tăng. Wow, nó gõ một hit thôi là hạ được một em. Và sao cái bé này chỉ có một con duy nhất luôn ha. Thôi bỏ qua bé đó, bây giờ chúng ta sẽ đến với một thành viên khác. Em này thì mạnh mẽ hơn rất là nhiều, ba con đều là heroic siêu anh hùng cả. Bộ giáp của chúng ta vừa bị phá hủy bởi Cassia, nhưng mà thần mộc của mình sẽ bắt xe nhẹ. Không, mình bắt xe nhẹ với tem bạn, nhưng mà dường như tem bạn bắt xe nặng lại với mình cơ. Wow, đang khá là rung tim, mình đang âu lo không biết đó là chúng ta có đủ khả năng để có thể cân ba em này không nhỉ. Angrus. Và bây giờ bé Angrus tem bạn đang thể hiện bằng những cái tuyệt chiêu bọt bóng. Đây, hai bé sẽ cùng cọ nhây với nhau. 21k lượng sát thương khá là chuẩn. Rồi, sau 2 hit chúng ta đã hạ thành công được bé Angrus, hay còn gọi là tiểu thư cáo. Bonmona level 35 và em này được mệnh danh là sói các bạn ạ. Sói là một trong những loài máu lạnh à, rất là ghê gớm luôn đó nha. Ở đây thì mình sẽ xài thử tuyệt chiêu băng nha. Nãy giờ là bé Titan chưa ra hốt phát nào hết. Bây giờ mình sẽ cho nó ra hốt cho các bạn xem nha. Với hiệu ứng đặc biệt Auto Hit, hai quả cầu giống như là hai cái quả mặt trăng ghép lại với nhau và tạo thành một cái vụ nổ nhẹ. Tiếp. Bye. Ok, các bạn nhớ cho mình một subscribe và mở thông báo hình cái chuông lên nha mọi người. À, để khi mà hai anh ta ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Và đừng quên like ủng hộ mình với. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhả nhẹ nè. Zippy, em này level 32 và dường như anh ấy đã hút mất cái bé Titan của mình. Căng dễ sợ. Wow, sát thương này là đẹp 35 luôn, nên bạn đang được down với mình. Căng lắm luôn. Bé Mask, đây còn gọi là ngựa trời, 29. Wow, thử nhẹ với ô mày gói. Tính ra đó là tem bạn khá là mạnh luôn. Tem chúng ta chỉ còn duy nhất một em, đó là Titan băng mà thôi. Cố lên nào bé ơi, 31. Chiến thắng vẫn mang về cho tem. Bây giờ chúng ta sẽ thử gẹo thêm một bạn nữa. Và hiện tại đang có một cái event khá là ngon nha mọi người. Các bạn sẽ sở hữu được những bé Dragon mới cùng với những chiếc xe siêu hot. Rồi, khèo nhẹ cái bé Fernando nè. Đây là em khủng long thời tiền sử. Con này rất là xưa và cũ cho nên mình kêu nó là tiền sử các bạn. Một cú móc ngược từ dưới lên đến từ Fernando và chúng ta đang tuột. Tuột quý cáo hả? Đang tuột từ từ. Ôi trời ơi. Rồi xong một em. Ôi con này được down với mình luôn. 59k là lượng sát thương đến từ bé Sa Tăng. Và tem bạn nó hốt mình một phát nữa. Kinh thiệt. Mình chỉ còn vỏn vẹn một chút xíu máu hà. Và rồi, chuyện gì đến nó đến. Em này thì nó mạnh hơn mình nghĩ. Nó vừa 30. Hãy xem Titan băng cọ nhẹ. Ok, như vậy thì mình sẽ nhờ đến đây là em mơ. Em này là
mới lên cao, cho nên mình ưu tiên cho nó đi đại chiến cho các bạn xem. Victory. Rồi, sau một hồi đại chiến vất vả, kết quả là win. Và bây giờ chúng ta sẽ trộm trứng của mình full rồi. Rồi, chúng ta sẽ vào chơi cái event mới này nha. Mình hiện tại đang để giành được 1235 điểm. Rồi, mình sẽ đưa cái em này về nhà trước nha mọi người. Đây, chú này cứ chạy cà tịch cà tàng đấy. Wow, được điểm E nữa rồi. Mình nói thì mình thích điểm L và cái điểm Heric hơn. Đó. Mỗi bước đi lên tới 125 điểm rồi nè. Rồi, chúng ta chỉ còn vỏn vẹn 245. Ok, hết tiền các bạn à. Tới đây là vừa lúc mình không còn tiền để chơi event nữa. Bây giờ chúng ta sẽ vào các khu vực khác để chơi nha. Wow, ở đây thì có bé Milly, một anh bạn huyền thoại của chúng ta. Đây, ở đây mình sẽ đi kiếm những cái bạn cấp C đi ha. Cấp C nhưng mà sức mạnh thì rất là ghê. Action, trận đấu đầu tiên trong cửa Arena. Và lần này mình mang Titan băng. Đây, với một cái vệt băng dài và sức mạnh vô cùng bá đạo. Đó, như các bạn biết thì em này là 329.000 nha. Giá trị liên thành luôn. Sức mạnh thì tanh bành. Đây, nhã nhẹ với tiền chiêu băng. Hãy lá luôn chứ. Rồi, đến bé Ruti. Ây cha, chúng ta sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của thần mộc Titan. Chỉ là level 39 và mới được một ngôi sao thôi, nhưng mà em ấy thì được đam khá là ngon. Wow, bộ giáp chúng ta đã bị phá hủy rồi. Không dừng lại ở đây, cây cỏ tiếp tục được mọc lên từ dưới lòng đất. Victory. Nhã nhẹ. Và bây giờ để xem nè, chúng ta còn khoảng 2 hiệp, 2 đến 3 hiệp nữa là mình sẽ mở được cái rương chà bá đó. Để xem trong cái rương đó nó tặng mình được cái món quà gì. Nó tặng cho mình được cái gì ăn Tết đây. Tết nhất tới nơi rồi. Rồi, mình sẽ nhờ tới thần mộc đi ha. Và mình đang còn chờ, không biết đó là cái bé Titan tiếp theo nó hệ gì các bạn nhỉ. Hiện tại ra hệ lửa, hệ băng, hệ lá rồi. Bây giờ nó ra hệ nước hả? Một là hệ nước, hai là hệ băng. Không, hệ băng có rồi. Vậy là một là hệ nước, đất nước lửa băng, đất nước lửa gió. Khá là thú vị. Bây giờ thì sao nè? Lên dĩa luôn. 40. Wow, con này hình như là cũng được bán rồi các bạn. Đây là hàng VIP luôn. 200. Mình không nhớ là tổng khoảng 219 hay là chứ mình thấy con này quen lắm luôn á. Rồi xong, chúng ta vẫn win được. Đó, để xem nè. Rồi còn một trận nữa. Sau trận này thì mình sẽ nhận được một chiếc rương đến từ cửa Arena. Tem bạn có cái con mà mình kết. Đây, bé cái con băng. Con này nhìn rất là đẹp luôn. Căng vậy ta. Bộ giáp của chúng ta đã phá hủy rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sức mạnh của thần mộc Titan nha. Wow, bé băng của chúng ta đã lao ra rồi nè. Trời ơi, mình nói là mình cưng con này lắm luôn á. Cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa luôn. Rồi, Light Star. Nhẹ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bé Long Vương. Con này nó bay bay trên trời. Rồng điện. Nó là hệ điện. Thở trắng cố lên. 41 luôn. Lậm tiên.
Vậy các bạn ơi, ai mà chưa subscribe HNT Mobile thì nhớ cho mình một subscribe nha. Hãy đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà HNT ra video thì các bạn sẽ nhận thông báo vào chơi với mình cho vui nè. Rồi, ở đây mình nhận được 10 mảnh Legend, cũng khá là thú vị. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đại chiến với một anh bạn. Wow, bạn này có hai con chim. Cái con này là các bạn có thể nâng lên 3 ngôi sao nè. Nếu như mà các bạn đủ mảnh, một sao là các bạn sẽ tốn 120 mảnh, hai sao đó là 200, như 200 mảnh đó ta. 3 sao hình như là mình cũng không nhớ nữa, gọi là lâu rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhờ tới Titan Băng nha. Ui trời ơi, bé này hai đầu luôn kìa. Hãy xem sức mạnh của khi mà em được đam. Em này thì nhìn ngầu vô đói rồi. Victory lẫm tiên. Ok, và các bạn ơi, video đây cũng khá là dài rồi và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.